Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây chính là một thiết bị đến từ Samsung. Sự mặt trước có logo Samsung thì các bạn nhìn thấy ngay rồi đúng không? Đây chính là chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus mà nó mới được giới thiệu ra đến thị trường Việt Nam. Và mình đã có máy trên tay, thế nên là mình sẽ quyết định chia sẻ cho các bạn về cái sản phẩm này bằng một video. Tuy nhiên thì xin được chia sẻ luôn với các bạn, đây là cái máy demo, thế nên là gặp ngay một cái vấn đề camera có tí vật thể mà mình không thể nào mình lấy ra được. Nói chung là đây sẽ chỉ là một cái video mình trên tay rất là nhanh mà thôi. Còn nếu mà đánh giá về hiệu năng, chi tiết hay là tất cả mọi thứ thì hẹn các bạn trong một cái video khác khi mình trải nghiệm máy được nhiều hơn. Rồi, cái đầu tiên đó là cái thiết kế của sản phẩm này. Nó có một chút gì đó hao hao tương tự với cả cái phong cách làm của chiếc Samsung Galaxy Z7 Pro. Tuy nhiên nó làm kiểu nam tính và mạnh mẽ hơn. Đặt cạnh ở đây với một chiếc Z7 Pro thì các bạn có thể thấy là cái mặt lưng nó vuốt cong không nhiều giống như là chiếc Z7 Pro. Và đặc biệt là cái phần anten nó được phay thẳng ngang ra. Đấy, nó là một cách truyền thống hơn và nó sẽ giúp các bạn tiếp cận và nhìn cái sản phẩm này một cách đó là dễ chịu hơn. Và cái điểm đặc biệt đó là đây chính là chiếc điện thoại rẻ nhất của Samsung hỗ trợ Dual Camera. Tức là các bạn sẽ có một khả năng xóa phông với cái sản phẩm này. Và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ đến nhiều hơn. Ở mặt lưng có một cái điểm nữa mình thích đó là gì? Các bạn có thể thấy là cái phần vát cong ở bốn góc này. Đấy, nó vẫn khá là nam tính nhưng nó rất mềm. Cho nên là mình có thể cầm trong tay mà nó vẫn rất là dễ chịu chứ không gặp phải cái hiện tượng bị cấn hay là bị đau trong quá trình mà mình sử dụng. Cái kích thước màn hình của sản phẩm này là 5,5 inch và đây là một cái kích thước cơ bản để các bạn có những trải nghiệm tốt về giải trí, mà đặc biệt là chúng ta vẫn có thể cầm nắm trong tay dễ chịu như thế này. Càng ngày thì cái cách thiết kế của các nhà sản xuất đều là tối ưu mỏng cái diện tích mặt trước, dẫn đến là các bạn có một kích thước màn hình lớn nhưng mà cầm trong tay vẫn khá là ngon. Và một cái chi tiết nữa đó là gì? Đó là ở camera trước của sản phẩm này chúng ta được tích hợp luôn cái công nghệ đó là nhận diện khuôn mặt. Tức là các bạn có thể mở khóa bằng khuôn mặt luôn. Đấy, khuôn mặt này đó, tiếp tục mình sẽ thử luôn. Rồi, phải đăng ký nó trong khu vực tối tối một chút. Ok. Đấy, hoàn tất. Và mình sẽ thử trải nghiệm luôn cái này cho các bạn xem nhá. Mở lên, mở khóa. Mở luôn, nhanh vồn. Thử phát nữa nhá. Mở khóa. Hay lắm, rất là tuyệt vời. Đó, thì đây chính là cái mở khóa bằng khuôn mặt. Và đương nhiên là các bạn sẽ vẫn có cảm biến vân tay, chứ không giống như là ai đó bỏ luôn cái cảm biến vân tay trên những thiết bị của họ. Hãy đến với những chi tiết khác. Công nghệ màn hình sử dụng trên chiếc Galaxy Z7 Plus này nó chính là Super AMOLED và nó thể hiện rất rõ ràng ở hai điểm như sau. Thứ nhất đó là vào màn hình các bạn có cái tính năng đó là tinh chỉnh lại cái chế độ của màn hình. Và đương nhiên ở đây nó là AMOLED rất là rõ ràng. Và thứ hai nữa là các bạn có một cái tính năng đó chính là Always On Display. Và đây chính là Always On Display. Nhưng tuy nhiên thì mình không thích mở nó lên. Và đó chính là cái phần màn hình. Về cái chất lượng hiển thị thì đương nhiên đây chỉ là một cái máy sample nên là mình sẽ không chia sẻ nhiều. Các bạn thông cảm nhá. Tiếp theo hãy nói về cái thông số phía bên trong, nó là nói về sức mạnh đi. Thì theo như công bố của nhà sản xuất thì con chip nó sử dụng đó là 8 nhân. Mình thì mình không rõ tên chip nhưng có một vài những cái thông tin mình nhận được thì đó là Helio P20. Tức là một con chip đến từ MediaTek và cái hiệu năng của nó tương tự như với chiếc Snapdragon 625. Và đặc biệt là nó có tới 4GB. 4GB RAM rất là quan trọng trên những thiết bị của Samsung bởi vì cái giao diện mà nó đang sử dụng đó chính là Samsung Experience. Thì với 4GB RAM thì nó sẽ tỏ ra mượt mà hơn so với những thiết bị chỉ có là 3GB RAM trước đây. Và đấy cũng là một cái điểm cộng của nó. Kéo theo với đó thì mức giá cũng sẽ cao hơn đôi chút. Mức giá của nó vào khoảng tầm hơn 8 triệu. Và các bạn sẽ có một thiết kế kim loại nguyên khối này, hệ thống camera dual này với khả năng xóa phông. Và chúng ta có một màn hình cũng rất là tốt. Bên cạnh đấy là chúng ta có thêm cái này, mở khóa bằng khuôn mặt. Pin của máy cũng có dung lượng chỉ là 3000 mAh. Tức là nó sẽ thua thiệt một chút so với Z7 Prime hay là Z7 Pro. Nhưng mà trải nghiệm thực tế mới là quan trọng. Còn bây giờ thì hãy đến với một thứ mà ai cũng quan tâm. Đó chính là khả năng xóa phông với camera đùa của nó. Ở đây các bạn sẽ có một cái vị trí lấy nét động. Tức là nó cũng giống như cả chiếc Galaxy Note 8 với cái tiếng Anh gọi là Live Focus. Thì khi bấm vào cái này thì các bạn cũng sẽ kích hoạt một cái thanh để mà chúng ta có thể kéo được cái khả năng xóa phông của sản phẩm này. Và ngay lập tức khi các bạn kích hoạt cái chế độ này lên thì nó sẽ hiện lên một cái dòng thông báo đó là giữ khoảng cách 1 cho đến 1,5 mét thì nó sẽ là xóa tốt nhất. Ở đây thì mình sẽ demo cho các bạn một vài những cái tấm hình mình chụp thử bằng cái sản phẩm này. Nhận xét qua một chút về chất lượng thì xóa cũng ở mức vui vẻ, khá là ổn đấy. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bản demo, thế nên là mình nhận được thông tin là vẫn sẽ có những bản cập nhật để mà chúng ta có một khả năng xóa phông tốt hơn. Thế nên là các bạn cũng sẽ cùng nhau đợi khi mà sản phẩm này được bán ra chính thức nhá. Có một cái chi tiết cũng khá là thú vị nữa, đó là ngay ở phía mặt trước
dùng camera selfie thì chúng ta cũng có cái tính năng đó là lấy nét selfie. Tức là các bạn cứ hiểu đơn giản đó là camera selfie này chúng ta cũng có khả năng xóa phông được. Và mình cũng sẽ demo luôn cho các bạn một vài những tấm hình xóa phông bằng camera selfie ở đây. Cái tính năng này thì nó đã có trên Z7 Pro khi được cập nhật một cái phiên bản nâng cao về chất lượng ở camera. Và mình cũng đã từng có chia sẻ đến cho các bạn trong một cái video khác rồi. Mời các bạn xem lại trên kênh Tony Phong. Tóm kết lại thì đây chính là video mình chia sẻ nhanh về Samsung Galaxy Z7 Plus, một chiếc điện thoại mà Samsung sẽ tập trung đánh mạnh vào phân khúc tầm trung cận cao cấp vào hồi cuối năm nay. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!